1 tháng 11, tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức triển khai phạt nguội những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua dữ liệu hệ thống camera tại Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh. Về việc triển khai cụ thể sẽ như thế nào, mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Việc xử phạt tức thời hoặc phạt nguội sẽ dựa trên hình ảnh ghi được từ hơn 150 camera được tỉnh và thành phố lắp đặt trên các giao lộ, các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố Huế. Tất cả những hành vi vi phạm luật giao thông, vi phạm trật tự đô thị đều được camera ghi nhận, xử lý hoàn toàn tự động bằng máy tính tại Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh của tỉnh, sau đó chuyển cho lực lượng chức năng xử lý. Tính ưu việt của hệ thống này là có thể thông qua hệ thống xử lý phần mềm kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm mà thông thường lực lượng làm nhiệm vụ khó phát hiện. Trung tâm sau khi xác minh được các cái vấn đề vi phạm mang tính tức thời thì sẽ chuyển ngay cho phía lực lượng công an, và thông qua các cái hình thức thông qua ứng dụng di động đã được triển khai thì phía công an sau khi nhận ngay thông tin thì sẽ cử lực lượng để mà xử lý tức thời. Đối với các cái thông tin dữ liệu thu được không xử lý được tức thời thì sẽ chuyển cho phía lực lượng công an là xử lý thông qua hình ảnh thu nhận được. Có thể nói, việc đưa hệ thống camera để kịp thời phát hiện hành vi vi phạm là xu thế của thời hiện đại, bổ trợ hiệu quả cho lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát giao thông. Từng bước nâng cao ý thức chấp hành luật, hình thành thói quen chấp hành pháp luật an toàn giao thông cũng như trật tự văn minh đô thị của người dân trên địa bàn. Nghe mùng 1 tại đây, mùng 1 tháng 11 tại đây, phần 19 nữa cậy. Bữa nay đang đò về đầu vạch đầu đô, bữa nay cũng giảm đầu sái về vườn đò đúng không? Bữa nay nghe chuẩn bị tệ rồi thì thôi, lo mà dầm dầm lại chứ. Anh thấy là cái việc mà thông tin đó với đối với bạn như thế nào? Cũng hữu ích và nó đảm bảo được ý thức của người tham gia giao thông. Cái trước đây mình vẫn chấp hành nên gì cái việc đó nó cũng không ảnh hưởng lắm đến cái quá trình mình tham gia giao thông. Không chỉ dừng lại qua xử phạt giao thông, thời gian tới, Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh của tỉnh còn chuyển đổi kết nối với 300 camera của các phường đã đầu tư lắp đặt từ dùng mạng Internet sang CPNet để đảm bảo tính bảo mật và nhằm tăng diện bao phủ, qua đó có thể phát hiện và xử phạt vi phạm trong nhiều lĩnh vực của đô thị. Thông qua các hệ thống camera này kết hợp với các cái phần mềm xử lý thì đều dữ liệu camera đang được đầu tư tập trung tại phía Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh. Thì sẽ giải quyết được các cái vấn đề trong quá trình theo dõi thông qua dữ liệu hình ảnh camera. Tất nhiên, để việc xử phạt tức thời hay phạt nguội muốn được hiệu quả, cần có thời gian để hoàn thiện quy trình, cần có cơ chế phối hợp đồng bộ giữa Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh với cơ quan công an. Bởi kinh nghiệm cho thấy, ở một số địa phương, việc áp dụng hình thức này cũng bộc lộ không ít bất cập. Những vấn đề này sẽ được điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống, góp phần tạo sự nghiêm minh của luật pháp, nâng cao tính tự giác của người dân trong việc chấp hành luật trên địa bàn.